nhưng đường đây mình phía công an đại lục có gửi thông tin chi tiết về Tưởng Đại Quân cho. 24 năm trước, Tưởng Đại Quân và Uông Trắc Hiền cùng nhau gây án chưa bị bại lộ. Tưởng Đại Quân bị bắt, Uông Trắc Hiền trốn qua Hồng Kông làm ăn, còn làm ăn khác đây. Sau khi Tưởng Đại Quân ra tù, cũng đã kết hôn, do ông ta sinh ra con gái, không bao lâu thì chết. Do đó Tưởng Đại Quân giữ con gái vượt biên qua Hồng Kông để tới biên giới Uông Trắc Hiền. Có lẽ vì tiền quên nhiều, hai người họ trở mặt nhau. Tưởng Đại Quân chỉ giết ông Uông Bảo Quân, con gái ông ta sống chết không ai biết rõ. Nếu như em là con gái ông Uông, với tính cách của Tưởng Đại Quân không thể nào tha cho em. Nguyên nhân duy nhất, em là con gái của ông ta. Phải, em là con gái Tưởng Đại Quân. Sớt chung, tôi em là cảnh sát. Nhưng mà người đó dù sao cũng là ba em. Cho dù ông phạm tội kỹ hiếp, phóng hỏa giết người cũng vậy, ông vẫn là ba em. Em không thể chính tay mình bắt ông. Tưởng Đại Quân là một nhân vật vô cùng nguy hiểm. Ông ta đã giết rất nhiều người. Em thực sự làm không được. Nếu như anh muốn em cùng Tưởng Đại Quân ra mặt, em có chịu không? Đừng ép em. Lâm Tùng ở bên đây cho rõ. Bởi vì gần đây tâm trạng của em không ổn định, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả làm việc. Anh lệnh cho em nghỉ phép 2 tuần, không được tham gia vào vụ án này. Em hiểu chưa? Yes, sir.